Kính chào quý vị khán giả, quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin Người Việt bốn phương của Đài Truyền Việt Nam. Bản tin ngày hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Chương trình giao lưu biên cương thắm tình hữu nghị góp phần tăng cường tình hữu nghị gắn bó giữa các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân Việt Nam với ba nước láng giềng. Đoàn giáo viên học sinh Việt kiều tỉnh Nakhon Phanom, Thái Lan giao lưu với các em học sinh các trường tiểu học tại Hà Nội. Cuốn sách Con rối tha hương, cuộc sống của người Việt tại Đức dưới con mắt của một nhà văn Đức. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 7 tháng 5 tại Hà Nội đã diễn ra chương trình giao lưu với chủ đề Biên cương thắm tình hữu nghị lần thứ hai. Chương trình do Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Chỉ đạo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng và Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện. Được tổ chức lần thứ hai, chương trình với các tiết mục văn nghệ đặc sắc thể hiện những nét văn hóa riêng của mỗi một quốc gia dân tộc gắn với tình cảm hữu nghị giữa Việt Nam với các nước. Các tiết mục giao lưu với đại diện của lực lượng bảo vệ biên giới của bốn nước Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Campuchia đã mang tới cho khán giả những câu chuyện giàu cảm xúc, phản ánh mối quan hệ gắn bó, đoàn kết, hợp tác và tương trợ lẫn nhau giữa bộ đội biên phòng và nhân dân Việt Nam với các lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân ba nước láng giềng. Chương trình cũng điểm lại những bước tiến trong việc hợp tác tại biên giới giữa Việt Nam với các quốc gia có chung đường biên giới, như tăng cường các hoạt động trao đổi đoàn các cấp cao, đẩy mạnh tuần tra song phương, diễn tập, tăng cường kết nghĩa giữa các đồn trạm, nhân dân sống hai bên đường biên giới, cùng duy trì thực hiện nghiêm túc các hiệp ước, hiệp định, quy chế về biên giới và cửa khẩu, quản lý bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, chống buôn lậu và gian lận thương mại. Đại sứ Việt Nam tại Philippines vừa cử đại diện đến làm việc với chính quyền của Cộng hòa Palau ngay sau khi có thông tin về việc phía Palau đã bắt giữ hai tàu cá cùng với các ngư dân của Việt Nam với lý do là vi phạm hải phận của nước này. Nhóm phóng viên Truyền Việt Nam đã có cuộc trao đổi với đại sứ Dương Triều Dương nhằm làm rõ hơn thông tin về vụ việc này. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Thưa đại sứ, mới đây thì có thông tin là có hai tàu cá Việt Nam bị phía chính quyền Palau bắt giữ và sẽ bị xử lý. Thì xin đại sứ có thể chia sẻ rõ hơn thông tin về vụ việc này. Có hai cái tàu đánh cá của Việt Nam đều từ Quảng Ngãi thì bị chính quyền Palau bắt giữ. Và khi bắt giữ thì trên tàu là có 29 thuyền viên. Cộng với lại là họ khám thì thấy là có rất là nhiều ngư cụ và đặc biệt là có tới 15 tấn hải sâm đang ở trên tàu. Thế thì hai cái tàu này cùng với các thuyền viên thì bị phía Palau cũng kết vào hai tội. Một là vi phạm lãnh hải của bạn. Hai là đánh bắt cá và thủy hải sản quý hiếm. Vậy thì với vụ việc ở Palau này thì đại sứ quán đã có biện pháp xử lý như thế nào? Thì cho tới bây giờ thì chúng tôi cũng đã xử lý, cũng đã thuyết phục bạn được một số việc. Về cơ bản là bạn cũng có thể là sẽ thả 29 thuyền viên của ta. Thế có thể bạn sẽ không giữ cả hai tàu mà bạn sẽ cho một cái tàu và cho 29 thuyền viên của ta về nước trên cái tàu đó. Thế còn ngoài ra chúng tôi đang làm việc với là các chủ tàu của ta để thuyết phục là có lẽ là ta nên có những cái bồi thường nhất định thì nó sẽ không nhiều nếu như là bằng cả cái tàu bị giữ lại. Vậy thưa đại sứ, từ những vụ việc mới xảy ra ở Palau thì đại sứ quán có kiến nghị gì để mà làm sao mà giảm thiểu vấn đề này và làm sao công tác bảo hộ công dân nó được tốt hơn thời gian tới? Có lẽ cái biện pháp đầu tiên ấy là phải trang bị cho ngư dân ta, ví dụ như là máy định vị hoặc là những cái thiết bị thông tin khác để có thể liên lạc được với lại là lực lượng kiểm ngư của ta ở trong nước để có thể được để cho các tàu của ta có thể được thông báo một khi mà đang chuẩn bị đi vào hoặc là có khả năng là xâm phạm những cái vùng biển của những cái nước khác. Thứ hai nữa là phải có sự giáo dục của các cơ quan địa phương với lại các bà con. Chúng ta cũng nên có ký một cái thỏa thuận hoặc là thiết lập một cái đường dây nóng để thông báo về những cái vụ việc liên quan có xâm phạm để hai nước có thể là nhanh chóng xử lý những cái đó. Cái biện pháp thứ tư nữa, tôi nghĩ rằng là các chính quyền địa phương phối hợp cùng với các cơ quan chức năng là phải cần phải xử lý nghiêm túc những cái chủ tàu hoặc là những cái cá nhân hoặc những cái công ty, nghĩa là đây là những cái hoạt động đánh bắt có tổ chức, thì chúng ta phải có những cái biện pháp nghiêm trị
trừng phạt những cái người, những cái công ty mà đã đứng ra để tiến hành những cái hoạt động phi pháp như thế này. À vâng, xin cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này. Xin cảm ơn VTV. Cục Khảo thí và Kiểm định Chất lượng Giáo dục, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa cho biết, 8 học sinh Việt Nam dự thi Olympic Vật lý Châu Á tại Hồng Kông, Trung Quốc từ ngày 1 đến ngày 9 tháng 5 đều đạt giải với 3 huy chương bạc, 3 huy chương đồng và 2 giải khuyến khích. Dự kiến vào chiều ngày 9 tháng 5, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổ chức lễ đón đoàn và trao thưởng cho các học sinh đạt giải ngay tại sân bay quốc tế Nội Bài. Trong khuôn khổ trao đổi kinh nghiệm, nâng cao khả năng giảng dạy và quảng bá tiếng Việt tại Thái Lan, đoàn giáo viên học sinh Việt Kiều tỉnh Nakhon Phanom đã có buổi giao lưu với các em học sinh tiểu học tại Hà Nội. Đây là đoàn đầu tiên nằm trong chương trình do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao tổ chức. Dịu dàng trong trang phục áo dài truyền thống, múa điệu trống cơm, giao lưu với các bạn nhỏ Hà Nội, những em học sinh kiều bào Thái Lan hào hứng khám phá văn hóa quê hương nguồn cội của mình. Xin chào, em tên là Yanin Phanom Upatham. Em học ở trường Anuban Nakhon Phanom ở Thái Lan. Em học tiếng Việt một tuần một buổi về nhà. Em nói tiếng Việt với mẹ với ba. Tiếng Việt rất khó, dù không nói được nhiều, nhưng các bạn hỏi gì, nói gì em cũng có thể hiểu được. Em sẽ cố gắng học tiếng Việt nhiều hơn để sau này có thể nói chuyện dễ dàng hơn. Được sang Việt Nam lần này, em rất vui vì được làm quen với các bạn. Dù còn nhiều bỡ ngỡ và khó khăn trong trao đổi bằng tiếng Việt, nhưng buổi giao lưu đã mang đến cho các em học sinh kiều bào Thái Lan phút giây bổ ích, vui vẻ bên những người bạn mới. Nói chuyện với các bạn học sinh Việt Nam rất vui. Đây là dịp để em thực hành cách nói tiếng Việt cũng như là tìm hiểu về đất nước và con người Việt Nam. Chỉ có câu nào không hiểu thì chúng em mới sử dụng tiếng Anh. Chương trình giao lưu thực sự là hoạt động ý nghĩa để các thầy cô và học sinh kiều bào Thái Lan tìm hiểu lịch sử, văn hóa cội nguồn của dân tộc, truyền cảm hứng cho các em trong học tập và sử dụng tiếng Việt. Việc dạy tiếng Việt và tiếng Lào ở các trường học thuộc tỉnh Nakhon Phanom là một trong những chính sách mà chính phủ Thái Lan hướng tới cho sự hình thành cộng đồng chung ASEAN. Chúng tôi còn nhận được sự hỗ trợ từ chính phủ để phát triển giáo trình dạy một cách hoàn thiện nhất, cũng như tập huấn cho giáo viên giảng dạy ở các cấp học. Trước mắt là tập trung dạy ở các tỉnh, rồi mới đưa về dạy ở tuyến huyện sau. Làm thế nào để soạn ra giáo trình để dạy cho các em được dễ hơn, vì là dạy cho người Việt Nam ở nước ngoài nó không như dạy cho người Việt Nam trong nước. Cho nên là phải soạn, nghĩa là cho nó phù hợp theo thời điểm và địa điểm để các em học. Có thể nói, chương trình giao lưu trao đổi đã mang đến cho các thầy cô giáo kiều bào những góc nhìn, những kinh nghiệm mới trong giảng dạy và truyền đạt ngôn ngữ tiếng Việt cho thế hệ sau, cũng như cho chính những em nhỏ Thái Lan khác muốn học tiếng Việt. Dự kiến trong năm nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tổ chức thêm nhiều đoàn từ các tỉnh khác của Thái Lan sang Việt Nam để trau dồi và nâng cao vốn tiếng Việt. Ngày 7 tháng 5, tại quảng trường Bruxelles, nằm ở trung tâm thành phố Bruxelles, Vương quốc Bỉ, đã diễn ra lễ hội văn hóa quốc tế dành cho các dân tộc đến từ các châu lục và định cư tại Bỉ. Cộng đồng người Việt Nam tham gia lễ hội với gian hàng giới thiệu văn hóa và ẩm thực do Tổng hội người Việt tại Bỉ thực hiện. Gian hàng của Việt Nam đã thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và bạn bè quốc tế. Những người ghé thăm đã được tham gia vào không gian văn hóa đậm hương sắc Việt Nam với hình ảnh cây tre, nón lá, gánh hàng rong cũng như thưởng thức các món ăn truyền thống như nem rán, gỏi cuốn. Nhiều người đã được hướng dẫn trực tiếp cách làm những món ăn truyền thống của Việt Nam. Việc tham gia lễ hội văn hóa quốc tế là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện bản sắc văn hóa dân tộc Việt Nam trong sự hội nhập ngày càng sâu rộng vào đời sống văn hóa của nước sở tại, cũng như với cộng đồng các dân tộc nhập cư tại Bỉ. Bản dịch tiếng Việt của một cuốn sách viết về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Đức cũng như sự giao thoa của hai nền văn hóa vừa được ra mắt tại Hà Nội trong khuôn khổ chương trình Những Ngày Văn học Châu Âu lần thứ 6 được tổ chức từ ngày 5 đến ngày 10 tháng 5. Đó là cuốn sách Con rối tha hương. Điều đặc biệt ở đây là tác giả của cuốn sách là một người Đức, Karin Kaliza, một nhà khoa học từng nghiên cứu trong lĩnh vực ngôn ngữ, triết học và dân tộc học. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cuốn sách này trong phóng sự sau đây. Bấy giờ, Minh cùng bà và con rối bước lên sân khấu. Khán phòng vẫn ồn ào như cũ, thân hình nhỏ thó của bà Hiền chợt căng lên, giọng nói sắc sảo và hơi khàn của bà vang khắp phòng. Good morning Việt Nam! Như bị điện giật, lũ trẻ quay phát về hướng sân khấu. Cuốn sách mở đầu bằng chi tiết,
cậu bé Minh phải mang một sản phẩm văn hóa Việt Nam đến giới thiệu với thầy cô và các bạn ở trường. Sau khi cầu cứu bà nội, Minh đã đem đến sân khấu của trường một con rối nước bằng gỗ và một câu chuyện hấp dẫn. Cậu Minh đi về nhà, muốn có một sản phẩm văn hóa, thì bố cậu nghĩ ngay, hay là ta dán ít nem đem đến đãi các bạn. Chạy ra hỏi bà thì bà nghĩ cái sản phẩm văn hóa là bà nghĩ con rối, bà nghĩ đến một cái nghệ thuật múa rối nước mà chỉ có Việt Nam mới có. Cũng từ đây, câu chuyện về cuộc đời của gia đình cậu bé Minh, một gia đình Việt Kiều ba thế hệ sống tại phố Prenzlauer Berg của Berlin, Đức như trải ra trước mắt người đọc. Bắt đầu từ bà nội cậu, một trong những người Việt đầu tiên đến Đức theo diện hợp tác lao động trước năm 1980. Tiếp đến là hai bố con Minh, thế hệ người Việt được sinh ra và lớn lên tại Đức. Thông qua cuốn sách, người ngoài cuộc sẽ có một cái nhìn tương đối khách quan về cuộc sống của cộng đồng người Việt tại Đức. Người trong cuộc thì như tìm thấy hình ảnh của mình trong quá khứ. Tôi tìm thấy ở đây những cái năm tháng lầm than của tôi, những cái năm tháng vui buồn, tìm thấy những cái nhược điểm của người Việt, tìm thấy những cái sự chia sẻ của những người Đức, những cái sự giúp đỡ của Đức. Prenzlauer Berg là một khu phố nhộn nhịp của Berlin, Đức, nơi có nhiều cửa hàng của người Việt, như tiệm may, cửa hàng hoa, hàng làm móng. Ở đây, người dân Đức đội nón lá Việt Nam đi dạo trên đường. Văn hóa Việt dần len lỏi vào đời sống của người Đức từ những điều bình dị như thế, tạo nên một nét mới cho nền văn hóa đa sắc màu này. Đây cũng chính là nguồn cảm hứng để Karin Kaliza viết cuốn sách Con rối tha hương. Bà đã có một cái sự quan sát rất là tinh tế đối với cộng đồng người Việt sống tại Đức để có thể viết ra được một cuốn sách mà có rất nhiều chi tiết, nó khiến cho bản thân chúng tôi là một người Việt Nam đọc còn cảm thấy khá ngỡ ngàng. Cái nhà văn này có rất tình cảm và có một cái mối quan hệ với cộng đồng người Việt, ít nhiều gắn bó, ít nhiều có tình cảm thì mới có thể viết lên cái cuốn sách này, nó hay và nó hấp dẫn như thế được. Karin Kaliza, tác giả của cuốn sách, là một nhà khoa học Đức đã có nhiều năm nghiên cứu trong các lĩnh vực như ngôn ngữ châu Á, triết học và dân tộc học. Tuy là tác phẩm đầu tay của cô, nhưng Con rối tha hương đã giành được nhiều sự chú ý từ phía độc giả, các tạp chí văn học và giới phê bình. Ngày 8 tháng 5, tiếp nối thành công của cuộc thi năm 2015, cuộc thi VNG Ironman 70.3 Việt Nam lần thứ 2 đã được tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Cuộc thi năm nay quy tụ trên 1.100 vận động viên đến từ 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên khắp thế giới, trong đó có 24 vận động viên chuyên nghiệp. Ở cuộc thi lần này, chủ nhà Việt Nam có 179 vận động viên tham dự. Các vận động viên đã tham dự cuộc thi với 3 môn phối hợp là bơi với cự ly 1,9 km, đạp xe 90 km và chạy bộ 21 km. Thông qua thi đấu, 46 vận động viên có thành tích xuất sắc nhất sẽ được chọn để tham dự vòng chung kết Ironman Thế giới tại Mullumballa, Australia và tranh 44 suất tham dự vòng chung kết khu vực châu Á-Thái Bình Dương tại Cebu, Philippines. Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin Người Việt Bốn Phương ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị đừng quên truy cập vào website và trang YouTube chính thức của VTV4 để theo dõi lại các chương trình. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt.